Bây giờ chúng ta giới thiệu tiếp một công cụ nữa trong cái nhóm công cụ này, đó là công cụ Excel. Công cụ Excel này thì nó sẽ giúp cho chúng ta 3D hóa một cái đối tượng 2D ở trong Corel. Tuy nhiên chúng ta cũng nói luôn đấy là cái công cụ 3D này, mặc dù là nó có thể giúp chúng ta tạo ra được những cái đối tượng từ 2D thành 3D ở trong Corel, tuy nhiên nếu so sánh đó với lại các công cụ 3D của Illustrator thì công cụ 3D của Corel thì nó yếu thế hơn. Nó không làm được những cái dạng 3D revolve, tức là thành cái khối cầu, mà nó chỉ làm được những trụ hoặc là các cái khối chữ nhật thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là một cái đối tượng từ 2D mà chuyển sang thành 3D trong Corel thì người ta làm thế nào. Chọn một cái đối tượng 2D ở trong Corel, sau đó thì chúng ta chọn công cụ Excel và thao tác tương đối đơn giản là bấm và kéo ngang, kéo dọc, kéo lên, kéo xuống tùy chúng ta. Sau khi buông tay ra thì chúng ta sẽ có được một cái đối tượng là từ 2D chuyển sang thành 3D. Quan sát thì chúng ta thấy là nó đã phát sinh thêm hai cái mặt là mặt đỉnh và mặt hông phải theo cái chiều tay kéo của chúng ta, cộng với một cái mặt chính là cái đối tượng gốc. Và các cái mặt phát sinh này thì nó lấy ngay cái thuộc tính của cái đối tượng gốc đó để nó tô cho cái mặt hông. Ở trường hợp mà chúng ta hủy màu tô thì chúng ta sẽ thấy được là cái khung này hiện lên như thế này. Các mặt còn lại cũng vẫn thấy là khối, nhưng mà các bạn sẽ không nhìn thấy màu, không nhìn thấy bề mặt ở đó. Thế thì mấy cái này chúng ta có điều chỉnh được nữa hay không? Thì chúng ta điều chỉnh được. Chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp hoặc là điều chỉnh trên thanh Property. Một đối tượng bình thường mà được chọn thì nó sẽ hiện lên 8 tay nắm điều khiển thế này. Nếu tôi bấm thêm một lần nữa vào đối tượng đang được chọn thì nó sẽ xuất hiện các mũi tên hai chiều dùng để xoay hoặc kéo xiên. Thế cái đối tượng này có làm được như thế không? Một lần vẫn là chọn đúng không? Hai lần vẫn là xoay. Nhưng nếu chúng ta ấn liên tiếp 3 lần, ấn liên tiếp thì nó sẽ xuất hiện ra cái dạng như thế này. Bấm thêm một lần nữa như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện cái biểu tượng giúp chúng ta quay. Đấy, như thế này là trái phải đó. Thế còn đặt ở vị trí này là chúng ta có thể lắp lên xuống. Đấy, tóm lại là có thể xoay cái khối này ở trong cái không gian 3 chiều ảo. Và chúng ta có mấy cái thông tin cần lưu ý như sau. Một là nó có tâm điều khiển của cái đối tượng, điểm gọi là điểm tụ đó, hay là chúng ta gọi là VP hay là vanishing point của cái đối tượng này. Và một cái giá trị nữa là giá trị deep. Đấy, một giá trị deep nó sẽ làm cho cái đối tượng này của chúng ta nó thu lại mỏng hoặc là dày. Đấy, thế thì chúng ta thấy là ở đây nó có một cái điểm để mà điều khiển cái độ dày của cái khối. Thực ra nó nằm ở đây này, trên thanh option này. Cái trường này gọi là trường deep. Các bạn có thể ra giảm các tham số ở đây, hoặc là các bạn đưa chuột vào đây, các bạn kéo con trượt này. Đấy, con trượt mà kéo càng về phía cái điểm tụ thì cái khối của chúng ta càng ăn vào sâu phía trong. Còn nếu mà kéo về bề mặt thì nó sẽ mỏng đi như thế này. Đấy, thế thì ngoài cái việc là xoay trực tiếp ở trên này thì các bạn còn có cái công cụ hỗ trợ là đây. Bấm vào cái biểu tượng Extrude Rotation thì các bạn sẽ thấy có một cái mô hình là hình số 3 này. Và hình số 3 này thì nó tại sao lại được chọn? Lại tại vì là nó là một cái mô hình mà nó có thể phân biệt được bên trái hay bên phải. Bên phải là cái đoạn liền, bên trái là gì đấy ạ? Bên trái là đoạn hở. Mặt chính thì nó sẽ được tô màu đỏ, mặt đằng sau thì nó sẽ được tô màu xanh. Dựa vào cái màu và cái bên nào hở, bên nào kín thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là mặt trước, đâu là mặt sau, đâu là mặt phải, mặt trái của cái hình khối đó. Và khi các bạn xoay trở cái khối hình số 3 này
thì cái khối ở trên màn hình của các bạn nó cũng xoay theo. Đấy. Và các bạn còn có thêm một cái phương pháp nữa là các bạn gia giảm các tham số ở các cái trục. Đây, các bạn bấm vào biểu tượng ở đây thì nó sẽ mở ra ba cái ô có giá trị tương ứng là trục X, trục Y, trục Z. Bình thường ra chúng ta làm việc là chúng ta chỉ làm việc với 2D là chỉ có trục X và trục Y thôi, trục ngang, trục dọc thôi, nhưng mà chiều sâu do cái này là giả 3D cho nên là nó có thêm một cái trục Z để nó nói về cái chiều sâu. Bằng cách là gia giảm các tham số này thì các bạn có thể là xoay trở và làm cho cái hình này của chúng ta nó xoay được ở trong màn hình. Thế còn nếu mà các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn bấm vào đây, các bạn trả về cái màn hình này và các bạn bấm vào cái biểu tượng mũi tên quay đầu này thì nó sẽ đưa cái khối của chúng ta về cái trạng thái lúc đầu tiên vừa mới tạo. Đấy là để quay. Thứ nữa là chúng ta nói đến màu. Màu thì như vừa nãy chúng ta đã trao đổi là cái đối tượng của chúng ta nó sẽ lấy màu của cái vật chủ để mà nó tô cho những cái phần mà phát sinh. Tuy nhiên là chúng ta có thể là can thiệp vào bằng cách là bấm vào biểu tượng Extrusion Color. Bằng cách bấm vào đây thì chúng ta có thể lựa chọn một trong ba lựa chọn này. Lựa chọn mặc định ban đầu đó là Use Object Fill, tức là sử dụng màu của vật chủ. Lựa chọn thứ hai là Use Solid Color, thì cho phép các bạn là chọn một màu khác với màu vật chủ. Thì các bạn sẽ có những cái phần hông mà mới làm ra này, nó sẽ được tô bằng một màu cũng dạng solid thôi, nhưng mà chúng ta có thể lấy một màu khác. Thế còn trường hợp thứ ba là use color shading, thì nó sẽ lấy màu của cái vật chủ nó gán cho cái mặt hông, nhưng tuy nhiên nó sẽ gán theo cái cách là gì đây, tô chuyển, để tạo ra được một cái cảm nhận về độ sâu theo đúng cái quy tắc của khối trong không gian. Có nghĩa là cái gì gần chúng ta thì sẽ to, cái gì xa chúng ta sẽ nhỏ, và cái gì gần chúng ta sẽ sáng, cái gì xa chúng ta sẽ tối. Thì đấy là điều chỉnh về màu cơ bản. Tuy nhiên là ở dưới này thì các bạn thấy còn một cái trường nữa chưa được kích hoạt lên, đó là bevel color. Thì bevel là cái phần mà làm dày cái bề mặt của cái đối tượng chính lên. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chưa có, cho nên chúng ta làm việc với phần extrusion bevel trước, để chúng ta xem là khi chúng ta bevel lên thì cái khối đó nó sẽ làm dày lên như thế nào. Để thực hiện việc này thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng extrusion bevel. Khi hộp thoại mở ra thì các bạn đánh dấu cho tôi vào cái trường use bevel. Khi đánh dấu vào đây thì bắt đầu cho phép là làm bevel cái bề mặt chính lên. Các bạn có thể gia giảm các tham số ở hai trường là bevel deep và bevel angle. Còn nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là bấm vào biểu tượng ở đây và các bạn kéo trực quan. Bằng cách kéo như thế này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ làm dày lên bao nhiêu, cái độ vát của cái mặt này là bao nhiêu. Đây, các bạn quan sát. Và kéo cái này hay là gia giảm các tham số thì nó cũng là bình thông nhau thôi. Làm cách nào cũng được, chỉnh một cái thì cái kia nó sẽ chỉnh theo. Thế còn chúng ta còn có một cái ô nữa chưa được đánh dấu. Nếu chúng ta đánh dấu vào đây là ô Show Bevel Only thì nó sẽ giấu cái phần extrude phía sau mà nó chỉ để lại cái bề mặt bevel này. Khi chúng ta có bevel rồi, chúng ta có thể quay trở về với lại cái phần mà color này để chúng ta đánh dấu thêm vào use extrude fill for bevel. Bằng cách bấm vào đây thì các bạn có thể kích hoạt một cái ô màu lên cho phép các bạn tô một cái màu mới vào trong cái phần bevel này. Đấy. Còn nếu mà các bạn không muốn nữa thì các bạn có thể tắt cái show bevel only, thì nó vẫn cho cả phần extrude lẫn phần bevel hiện lên cùng nhau. Còn nếu mà không thích cả cái bevel này thì các bạn bỏ cái use bevel đi thì nó lại trả cho các bạn về cái khối này. Thì đấy là phần màu sắc và cái phần bevel kèm thêm vào cái phần khối extrude. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái phần lệnh là extrusion lighting, là cho phép đặt cái khối 3D ảo của chúng ta vào trong một không gian mà có tính chiếu sáng.
Khi chúng ta chọn cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng không gian 3D rất là đơn giản hiện lên, và nó cung cấp cho chúng ta ba ngọn đèn ở đây đánh dấu lần lượt là 1, 2, 3, line 1 thăng 1, line thăng 2, line thăng 3. Và muốn bật đèn nào lên thì các bạn bấm vào cái đèn tương ứng. Khi các bạn bấm vào cái đèn đó thì bắt đầu xuất hiện một cái khối mô tả cái không gian ở trong này thay cho cái đối tượng mà các bạn đang chọn. Đồng thời ở góc phía trước trên bên phải của cái mô hình 3D này, nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng tương ứng với cái đèn mà đang được bật. Và khi đèn được bật thì nó sẽ rọi ánh sáng vào, trực tiếp làm cho cái vật này trở nên sáng tối, và ánh sáng chiếu vào nó cũng làm biến màu của cái khối này. Các bạn có thể là tăng hay giảm cái trường intensity, cái cường độ của cái ánh đèn này nó mạnh hay yếu như thế nào, thì các bạn có thể là bỏ con trượt này đấy. Và ngoài ra thì các bạn có thể là thay đổi vị trí của cái ngọn đèn. Và tất nhiên là thay đổi vị trí ngọn đèn thì nó cũng kéo theo cái điều kiện tương ứng là các cái bề mặt của khối này nó hoặc là được chiếu sáng hoặc là bị tối đi. Chỗ nào mà không được chiếu sáng thì nó sẽ tối đen như thế này. Các bạn cũng đồng thời có thể kéo vào đây nhiều đèn khác nhau đấy, và các bạn có thể di chuyển ở trong các vị trí mà các bạn thấy ở đây có thể đặt được đèn đấy. Những chỗ nào có thể đặt được đèn các bạn có thể kéo được nó đến, và qua đó thì các bạn có thể thay đổi được cái không gian chiếu sáng của cái mô hình 3D này. Thế còn ngọn nào mà các bạn không muốn dùng nữa, các bạn bấm lại vào một cái thì là nó sẽ tắt cái đèn, nó trả về cái vị trí ban đầu. Thì về tổng quan thì chúng ta có các cái cách làm khối 3D như thế. Thế bây giờ tôi thấy là ở đằng sau này nó vẫn còn hai cái biểu tượng cũng tương đối giống như các biểu tượng mà chúng ta đã từng nói, đó là copy, đúng không? Ví dụ như tôi có một khối mới này và tôi cũng muốn là làm cho nó trở thành là có Excel, thì tôi có thể bấm vào biểu tượng này và tôi chỉ vào cái home của cái đối tượng mà nó đã đây, chọn cái này, đúng không? Sau đó thì tôi chọn lệnh và tôi chỉ vào cái home của đối tượng mà đã được làm Excel, thì nó cũng học theo các cái quy tắc mà áp dụng cho cái đối tượng mẫu này, nó đưa sang đây. Thế còn muốn tháo dỡ thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng là clear này thì nó sẽ hủy bỏ đi. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn cái lệnh rất là quen thuộc, đó là lệnh Ctrl+K. Ctrl+K nó sẽ giúp cho chúng ta là tháo dỡ một cái khối 3D ảo này ra thành các mặt. Và thông thường thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tách được cái vật chủ này ra, và còn lại là cái những phần còn lại là các cái mặt mà phát sinh ra sau khi mà chúng ta tạo ra cái hiệu ứng Excel. Nhưng mà nếu so sánh một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng đây nó không phải là một cái khối 3D hoàn hảo, mà nó chỉ là giả lập thôi. Do đó thì chúng ta sẽ thấy được trên màn hình thấy được bao nhiêu mặt trong cái hiện trạng quan sát của chúng ta, thì khi tách ra chúng ta cũng sẽ chỉ tách ra được bấy nhiêu mặt mà thôi. Đấy, đáng lẽ ra một cái khối hộp như thế này thì chúng ta có 6 mặt, nhưng mà thực ra thực quan sát thì chúng ta chỉ trong một lúc tối đa chúng ta chỉ nhìn thấy được 3 mặt mà thôi. Cho nên là thường là tách ra chúng ta cũng có thể là tách ra được 3 mặt như thế này. Và tất nhiên cái này thì nếu mà ungroup ra thì chúng ta sẽ lấy được hai cái mặt này rời ra. Đấy. Thì bao gồm cả cái đường viền được tách ra và cái bề mặt này tách riêng. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể tách một cái khối 3D ra. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thí dụ này nữa. Bây giờ tôi muốn chồng hai cái khối 3D này lên nhau. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có vấn đề. Hai khối này cùng là 3D nhưng mà chúng ta lại không đặt được nó vào nhau. Lý do rất là đơn giản, vì là mỗi thằng này nó sẽ có một điểm tụ riêng. Ví dụ đây là cái điểm dấu x này là cái điểm tụ của cái khối trên, nhưng khi tôi bấm vào đây thì dấu x này lại là điểm tụ của khối dưới. Và hiện tại thì cái vanishing point hay là cái điểm tụ này thì mỗi một cái đối tượng nó lại mang một điểm tụ khác nhau, và điểm tụ này thì nó đang bị khóa cứng vào trong cái đối tượng của chúng ta. Tại sao tôi lại nói là khóa cứng? Vì các bạn hãy hình dung như này: tôi ngồi tại một chỗ hay tôi đứng tại một chỗ, và cái hình khối này đang ở trước mặt tôi,
và tôi đang đứng ở một cái góc nào đó, như các bạn nhìn thấy là tôi đứng ở góc cao phía trước và bên phải của khối. Do đó tôi nhìn thấy mặt trước của khối, tôi nhìn thấy đỉnh của khối và tôi nhìn thấy hông bên phải của khối. Thế nhưng nếu bây giờ mà tôi dịch cái khối này sang phía bên tay phải thì sao? Đáng lẽ ra khi tôi đang đứng ở một chỗ mà cái khối này được dịch sang phía bên tay phải thì tôi ít nhất là tôi phải nhìn thấy cái hông bên trái của cái khối này. Nhưng mà chúng ta vẫn không nhìn thấy hông bên trái của khối mà vẫn nhìn giống y xì như lúc đầu. Có nghĩa là cái góc phối cảnh là nó không thay đổi. Vậy thì như thế là không chuẩn lắm, nó đang bị cứng nhắc. Thì chúng ta có thể là can thiệp vào các cái giá trị gọi là giá trị VP lock hay là vanishing. Đúng không? Thì khi chúng ta sổ cái danh sách này ra thì chúng ta sẽ có một số các cái chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn khác. Ví dụ như là chúng ta có một cái tùy chọn là VP lock to page hay là vanishing point lock to page. Thì khi mà cái điểm tụ được khóa vào trong page thì chúng ta di chuyển cái khối thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các mặt khác nhau. Ví dụ đây các bạn nhìn, tôi chọn cái tùy chọn là VP lock to page. Bây giờ tôi dịch cái khối này sang phía bên phải như vừa rồi tôi nói thì rõ ràng lúc này tôi nhìn thấy được cái cạnh bên trái, đúng không? Hoặc là nếu như mà tôi nhấc cái khối này cao lên thì theo lý là tôi đứng ở thấp thì tôi phải nhìn thấy cái gì đây ạ? Nhìn thấy đáy của khối, đúng không? Thì lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là bằng việc dịch chuyển cái khối này lên cao xuống thấp sang phải sang trái thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy được các mặt khác nhau. Thì lúc này cái điểm tụ nó khóa vào trang giấy, cho nên khi mà vị trí tương đối của cái khối này so với trang giấy nó thay đổi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái mặt, các cái diện khác nhau của cái khối này giống như trong không gian thật. Thế kể cả trong cái trường hợp mà tôi thay đổi hai cái này sang thành VP lock to page thì liệu chúng ta đặt cái này vào nó có ăn nhập vào nhau không? Cũng vẫn không ăn nhập vào nhau, tại vì là cái điểm tụ của hai cái khối này nó vẫn không trùng nhau. Do đó nếu mà muốn khớp vào được những cái khối này mà đặt được vào nhau thì chúng ta lại phải chọn cái tùy chọn là copy VP from. Đấy, thì cái VP from này thì chúng ta chỉ cần chọn một đối tượng và sau đó chúng ta chỉ vào một đối tượng khác cũng được extrude rồi. Thì lúc này do nó copy cái vanishing point của nhau cho nên là nó sẽ đặt được vào nhau ăn khớp dạng như thế này, nó không còn bị lệch, không còn bị kênh nữa. Đấy. Hoặc là muốn tốt thì chúng ta có thể chọn cái gọi là share vanishing point. Đấy, thì chúng ta có thể là chia sẻ cho nhau cái vanishing đó. Thì bất cứ trong các cái trường hợp nào nhắc lên nhắc xuống như thế nào thì chúng nó cũng cùng một cái vanishing, cùng một cái góc phối cảnh nó tương đối giống nhau. Thì lúc này chúng ta có thể ghép, chúng ta có thể xử lý được các cái khối này một cách hoàn hảo và trông nó thực tế hơn so với lại cái tình trạng là vanishing point mà khóa vào cái đối tượng đó. Thì đấy là một vài cái lưu ý khi mà chúng ta làm việc với lại cái khối dạng 3D ảo trong Corel. Tất nhiên là nếu mà chúng ta làm những cái thao tác, làm những cái hình phức tạp khác, ví dụ như hình như thế này, có làm được khối không? Cũng có, đúng không? Tôi chỉ việc là chọn và tôi lấy theo thì nó cũng sẽ có thể làm được những cái này. Khối tròn có làm được không? Tròn cũng được, nhưng nó sẽ ra cái trụ thôi. Nó không có được cái tính năng revolve, tức là tự quay quanh trục của mình 360 độ để mà tạo ra cái khối dạng khối cầu, mà nó chỉ có thể tạo ra cho chúng ta những cái khối trụ như thế này thôi. Và tôi có thể là làm những cái vật rỗng như thế này chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là tạo ra được những cái trụ rỗng như thế này. Đấy, nhưng mà về khối cầu thì chịu, thằng này không làm được.
đấy là điểm yếu của nó so với lại cái thằng Illustrator, cũng như là nó sẽ không có những cái tính năng là ép các cái vật liệu vào trong cái Seaborn các để tạo vật liệu cho các bề mặt này thì nó không có. Tất nhiên là chúng ta cũng còn thêm một vài cái mẹo mực khác để có thể làm được gần gần như thế, nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khi mà chúng ta nói về cái phần công cụ envelope.